Hôm nay cô giới thiệu với các em chủ đề kỹ năng vẽ biểu đồ hình tròn. Phần thứ nhất, khi nào chúng ta sẽ chọn biểu đồ hình tròn để vẽ? Chúng ta sẽ chọn biểu đồ hình tròn khi đề bài thể hiện cơ cấu của một vấn đề nào đó. Ví dụ như cơ cấu về dân số, cơ cấu về độ tuổi, cơ cấu về giới tính hoặc cơ cấu về các hoạt động kinh tế và cơ cấu tổng sản phẩm trong nước vân vân. Hoặc là bảng số liệu trong đề bài nó thể hiện tổng và có các thành phần trong tổng đó. Nếu trong bảng số liệu thể hiện giá trị tương đối có đơn vị phần trăm và tổng của nó bằng 100%. Ví dụ trong đề bài này, nói về cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của Ấn Độ năm 2017, đơn vị là phần trăm, chúng ta thấy các ngành kinh tế, nông lâm thủy sản, công nghiệp xây dựng và dịch vụ, tỷ trọng của ba nhóm ngành này cộng lại là 100%. Đây là một ví dụ khác. Bảng số liệu về diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây của nước ta năm 2017. Và trong bảng số liệu này đơn vị là nghìn hecta. Chúng ta thấy tổng số diện tích đất gieo trồng là 14.902 nghìn hecta, trong đó gồm có đất trồng cây lương thực, đất trồng cây công nghiệp, đất trồng cây thực phẩm, cây ăn quả và cây khác. Nội dung thứ hai, chúng ta sẽ thực hiện một vài bài tập vẽ biểu đồ hình tròn. Để vẽ được biểu đồ hình tròn, chúng ta cần phải có compa, phải có thước đo góc. Có thể là thước đo góc có đơn vị là độ, hoặc là thước đo góc có đơn vị là phần trăm. Cô nhắc thêm một vài điều cần lưu ý. Trường hợp thứ nhất, ví dụ như đề bài cô cho có đơn vị là phần trăm, mà em dùng thước đo có đơn vị là độ để đo, thì phải làm động tác là chuyển đổi giá trị có đơn vị phần trăm của đề bài qua giá trị có đơn vị là độ. Qua kiến thức đã có thì chúng ta biết được 1% trên biểu đồ tròn sẽ tương đương với 3,6 độ trên cái thước đo góc. Và đây là phép tính chuyển đổi từ giá trị phần trăm sang giá trị có đơn vị là độ để chúng ta đo đạc trên biểu đồ. Hiện nay cô thấy người ta có làm cái thước đo góc của đơn vị là phần trăm. Nếu chúng ta sử dụng cái thước này thì không cần phải chuyển đổi giá trị từ phần trăm ra độ như ở phía trên. Các em cũng cần lưu ý là khi chúng ta xác định từng thành phần trên biểu đồ thì nên đi theo thứ tự đề bài đã cho và theo hướng quay của kim đồng hồ. Chúng ta làm bài tập thứ nhất là yêu cầu là vẽ biểu đồ biểu hiện cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của Ấn Độ năm 2017 theo bảng số liệu đã cho. Đầu tiên chúng ta sẽ chuyển đổi các số liệu sang có đơn vị là độ. Sau khi đã tính toán xong, chúng ta bắt đầu vẽ nhé. Cô ghi nháp lại những số liệu mà chúng ta vừa tính toán. Sau khi vẽ vòng tròn, các em nên xác định đường thẳng nối từ tâm ra đến vị trí 12 của đồng hồ để chúng ta có thể vẽ các thành phần bắt đầu từ đường chuẩn này. Các em theo dõi cô dùng cây thước đo góc để xác định từng thành phần trên biểu đồ theo số liệu mà chúng ta đã tìm được. Em lưu ý là tâm của cây thước luôn luôn phải trùng với tâm của vòng tròn và đường số 0 của cây thước là trùng với đường đầu tiên cô vừa kẻ. Qua thước cô đã xác định được vị trí có giá trị là 61,92%. Chúng ta có thể làm tròn thành 62%.
chúng ta tiếp tục vẽ thành phần thứ hai. Và các em lưu ý là tâm của cây thước và đường số 0 của cây thước đặt phải đúng vị trí các em nhé. Phần còn lại trên biểu đồ chính là thành phần thứ ba của tổng sản phẩm trong nước của Ấn Độ. Cô nghĩ là cẩn thận hơn thì chúng ta nên dùng thước đo lại một lần ở thành phần thứ ba này nhé. Thành phần không thể thiếu trên biểu đồ hình tròn đó là bản ghi chú ghi lại cho chúng ta biết những nội dung thể hiện trên biểu đồ. Đồng thời, biểu đồ phải có tên, đây là điều quan trọng và bắt buộc các em phải nhớ. Trên tên của biểu đồ, các em nhớ ghi ký hiệu đơn vị phần trăm, giúp cho người ta khi nhìn vào biểu đồ có thể hiểu được là số liệu đó có đơn vị là phần trăm. Chúng ta đã hoàn tất bài tập vẽ biểu đồ biểu hiện cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của Ấn Độ năm 2017. Chúng ta sẽ thực hiện bài tập số 2 là vẽ biểu đồ thể hiện tỷ trọng diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây của nước ta năm 2017. Các em lưu ý là bảng số liệu trong đề bài có đơn vị là nghìn hecta là một giá trị tuyệt đối. Do đó muốn vẽ biểu đồ tròn thể hiện được tỷ trọng diện tích của các nhóm cây này thì chúng ta phải chuyển đổi giá trị sang giá trị tương đối có đơn vị là phần trăm. Bây giờ chúng ta thực hiện phép tính để tìm tỷ trọng diện tích gieo trồng của mỗi nhóm cây. Nhóm cây lương thực chiếm 8.806,8 nghìn hecta trên tổng diện tích gieo trồng là 14.902 nghìn hecta. Phép tính chúng ta phải thực hiện như thế này. Và cô cũng chuyển đổi ra thành đơn vị phần trăm để chúng ta vẽ. Nhóm cây công nghiệp các em cũng thực hiện phép tính giống như là nhóm cây lương thực. Riêng nhóm cây thực phẩm, cây ăn quả và cây khác là thành phần cuối cùng trong bảng số liệu. Do đó chúng ta có thể lấy 100% trừ cho tổng của hai nhóm cây lương thực và cây công nghiệp. Chúng ta vừa thực hiện các phép tính tìm tỷ trọng diện tích gieo trồng của mỗi nhóm cây ở nước ta năm 2017. Cô ghi nháp lại những số liệu mà chúng ta vừa tính toán. Các em nhớ sau khi vẽ vòng tròn thì kẻ một đường chuẩn từ tâm của vòng tròn ra vị trí 12 của đồng hồ nhé. Chúng ta bắt đầu vẽ nhé. Cây lương thực chiếm đến 212,72 độ, trong khi một cây thước của chúng ta chỉ có 180 độ như hình vẽ. Theo phép tính này thì chúng ta còn thiếu 32,72 độ mới đủ cho thành phần cây lương thực trên biểu đồ. Như vậy, từ vị trí 180 độ, chúng ta sẽ xác định thêm 32,72 độ. Chúng ta vừa xác định được tỷ trọng của cây lương thực trên biểu đồ. Tiếp theo chúng ta sẽ xác định
tỷ trọng của cây công nghiệp và các loại cây khác trên biểu đồ. Cây công nghiệp có số đo là 68,04 độ. Phần còn lại trên biểu đồ sẽ thuộc về cây ăn quả, cây thực phẩm và các cây khác. Cô lại nhắc thêm một lần nữa là chúng ta không được phép quên bảng chú thích và tên của biểu đồ nha. Chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập thứ hai, vẽ biểu đồ thể hiện tỷ trọng diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây ở nước ta năm 2017. Chúng ta thực hiện thêm bài tập thứ ba. Ở bài tập này, yêu cầu chúng ta vẽ biểu đồ biểu hiện tỷ trọng diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây của nước ta năm 2010 và 2017. Như vậy là trong bài tập này chúng ta phải vẽ hai biểu đồ tròn, một biểu đồ thể hiện cho năm 2010 và một biểu đồ thể hiện cho 2017 nhé. Ở bài tập này chúng ta cũng thực hiện giống như bài tập thứ hai. Trong bài tập này chúng ta sẽ vẽ hai biểu đồ tròn, nhưng kích thước của hai biểu đồ tròn này sẽ không bằng nhau, vì các em nhìn tổng số của năm 2010 nhỏ hơn tổng số của năm 2017. Các em lưu ý điều này. Cô nhắc lại một chút về việc tính tỷ trọng diện tích gieo trồng của các nhóm cây nhé. Và đây là kết quả của bài tập số 3. Đối với hai cái biểu đồ tròn này thì cô không yêu cầu các em phải tính toán để xác định được bán kính của mỗi biểu đồ như thế nào. Bởi vì các em đang ở lớp 9, cô chỉ cần các em thể hiện được năm 2010 biểu đồ tròn sẽ nhỏ hơn là năm 2017. Vì hai biểu đồ có nội dung giống nhau nên chúng ta sử dụng các ký hiệu ghi chú cho mỗi nội dung giống nhau ở hai biểu đồ. Đồng thời chúng ta chỉ cần một bảng ghi chú và một tên của biểu đồ thôi. Trên một số tài liệu các em còn thấy người ta có thể vẽ hai biểu đồ chồng lên nhau. Biểu đồ tròn nhỏ thể hiện cho năm 2010 và biểu đồ tròn lớn là biểu hiện cho năm 2017. Một điều chúng ta cần lưu ý là tâm của hai biểu đồ tròn này phải trùng với nhau và đường kẻ chuẩn của hai biểu đồ tròn cũng phải trùng với nhau và thứ tự vẽ cũng phải theo như nhau. Chúng ta vừa biết thêm một hình thức khác khi người ta vẽ hai biểu đồ có cùng một nội dung nhưng mà kích thước khác nhau. Cô vừa cùng các em rèn lại kỹ năng vẽ biểu đồ tròn. Mong rằng tài liệu này sẽ giúp cho các em
Vẽ biểu đồ tròn thật đúng và thật đẹp. Chào các em.